Này Sài Gòn Live phỏng vấn người chụp ảnh nghiệp dư El Sơn Trang. Ở đây tôi dùng từ nghiệp dư bởi vì cái công việc chụp ảnh không mang lại cho Trang tiền bạc mà chỉ là niềm đam mê. Trang ngoài đời là một người làm công việc xuất nhập khẩu. Cái biểu hiện bên ngoài của nhân vật nó làm cho Trang bị thu hút hay là Trang thích những cái loại hình nghệ thuật đó? Do là em thích loại hình đó, bởi vì ban đầu thì em đi coi thì em chưa có ý định chụp. Ban đầu chỉ là để xem cho biết thôi, nhưng mà dần dần cái em nghe được một số cái câu hát, cái cách người ta diễn đạt, cái rồi những cái hoạt động diễn ra trong một cái bữa tuồng hay là một cái bữa hát bội nào đó, nó thu hút em, khiến em là thích muốn là đưa máy lên chụp cả trên sân khấu lẫn những cái phía sau sân khấu của người ta. Nhưng mà dần dần cái mình mới bắt đầu mình đi vô tìm hiểu sâu là cái nghề đó bắt nguồn từ đâu và cái hát người ta sẽ hát về cái gì, hoặc là khi mà trước khi diễn ra phần tuồng hay là phần đại bội, hoặc là khi mà kết thúc thì người ta phải làm cái gì, cái nguồn gốc của những cái nghi lễ nó như thế nào. Và nó mình đôi khi mình nếu mình kiếm được tài liệu thì mình có thể nghiên cứu thêm về việc là nó sẽ chịu ảnh hưởng từ văn hóa như thế nào, về các nền văn hóa đó nó khác nhau là sao, nó đóng vai trò ảnh hưởng gì trong một cái vở diễn hoặc là một cái buổi lễ đó. Cái mà làm cho mình thích về cái hát bội, cái gần gũi. Bởi vì cái hát bội là ban đầu cũng khởi nguồn từ người dân. Thì cái việc họ giao lưu với người dân xung quanh, hay là họ sống với người dân, hay là họ vui vẻ này đó, thì đó là điều nên. Ngoài việc hát bội thì ở ngoài cuộc sống bình thường là họ là một người bình thường, làm một cái nghề rất là bình thường. Cho nên là khi nếu mà có đoạn hát bội ở diễn ra một cái địa phương nào đó thì là họ rất là dễ gần gũi với người dân, rất dễ, tại vì họ xuất thân cũng từ đó, xuất thân từ đó. Được biết là những cái đình ở khu vực miền Nam Trung Bộ thì thường vào cái dịp và rằm tháng 2 và rằm tháng 3 là có những cái lễ kỳ yên, thì xung quanh cái lễ kỳ yên thì có những cái hội khác, ví dụ như cái thủ tục làm lễ xây chầu nè, rồi biểu diễn tuồng nè, rồi ngay cả thí dụ bên đó là bên đình, còn bên miếu chẳng hạn thì là có múa bóng rỗi. Thì Trang chụp đầy đủ hết tất cả những cái bước của một cái lễ hội kỳ yên như vậy, hay là chỉ chọn lựa những cái lễ hội? Đa phần thì em sẽ cố gắng dành thời gian để em chụp hết, từ lúc đầu tiên mở đầu cho tới lúc mà kết thúc. Bởi vì là cái đó thì nếu mà mình ví dụ như mình chụp mà nó bị ngắt quãng hoặc là chọn một khúc nào đó thì người ta sẽ không thấy được là một cái văn hóa đó nó sẽ diễn ra đầy đủ là như thế nào. Em thấy hiện nay một số nơi là họ bỏ bớt ví dụ như là những cái lễ xây chầu hoặc là những cái lễ mà về cúng miếu bà, thì một số địa phương có thể là lược bỏ phần đầu hoặc phần cuối, thì nó làm cho nhiều người hiểu lầm rằng cái nghi thức đó nó chỉ có diễn ra ngắn gọn như vậy. Ví dụ như nói bây giờ nói về hát đại bội, xây chầu đại bội, thì thật ra cái xây chầu thì chỉ có một hoạt động đánh trống thôi, nhưng mà còn đại bội thì nó ảnh hưởng bởi nhiều nền văn hóa khác nhau, thì nó sẽ bao gồm rất nhiều vấn đề mà cần phải nói. Ví dụ nhiều người có nghĩ là xây đại bội là người ta chỉ đơn giản là mời một số diễn viên tuồng lên hát một cái trích đoạn nào đó, nhưng mà thực tế không phải. Vì xây chầu á, mình bị chịu ảnh hưởng nhiều, trong đó có cả văn hóa của Trung Quốc cổ. Thì nó sẽ gồm có cả Tam Hiền, Giao Quan hay rồi này nọ, Phúc Lộc Thọ rồi này nọ, nói chung chút nó rất là nhiều. Nhưng mà đến bây giờ thật sự em cũng không nắm
thật sự ra là em cũng không hoàn toàn nắm rõ được là cái vấn đề xây đại bội nó bao gồm những cái chi tiết nào, bởi vì nó quá nhiều. Cái thời điểm kết thúc cái đại bội thì rất ít người quan tâm đó. Cái đó người ta gọi là tôn soái. Thì nhiều nơi họ làm tôn soái rất kỹ, tức là người dân họ sẽ tổ chức một cái buổi lễ tôn soái kéo dài cũng khoảng đến cả nửa tiếng. Mình được biết là Trang mới có con gái khoảng gần năm đúng không? Đúng rồi. Thì Trang cũng chụp vợ con nhiều. Thì không biết là cái đó là có ý định thực hiện một cái bộ ảnh gì đó hay là một cái chỉ là một cái của để dành để cho con gái sau này con gái xem lại. Em thì chắc là chủ yếu là chụp để giống như là của để dành cho con gái xem lại, nhưng mà em cũng định xây dựng nó thành một cái bộ ảnh. Đó là một cái có thể nó là một cái câu chuyện có thể chụp khoảng chừng vài năm cho đến lúc con gái em lớn. Khi mà nó nhận thức được việc cái ảnh nó như thế nào thì em sẽ đưa nó xem về chính cái câu chuyện của nó từ lúc nó mới sinh ra cho đến thời điểm hiện tại đó. Hay, rất là hay. Tại vì chụp những cái người mà đi, cá nhân mình cũng thế, tức là chụp những cái người ngoài đường nhiều. Đôi khi mình xem lại những cái ảnh của mình chụp 5-10 năm trước ấy, thì mình lại thấy những cái ảnh gia đình lại là những cái ảnh rất là quý. Đôi khi chỉ chụp vu vơ thôi nhưng mà thấy những cái ảnh đó rất là quý. Cá nhân Trang thì thực hiện khá nhiều cái bộ ảnh. Không biết là trong cái tương lai gần Trang có một thực hiện một cái bộ ảnh nào cụ thể không? Có em thì hiện tại thì sau khi cái quá trình em đi chụp ở Sài Gòn cũng như ở nhiều nơi khác nhau thì em cũng có dự định là đã kiếm được khoảng chừng 1-2 nhân vật cho cái bộ ảnh cho những cái bộ ảnh sau này của mình. Tức là nó sẽ có thể diễn tả sâu về cái cuộc sống thật sự của người ta ở ngoài. Và hoặc là cái cách mà người ta sống với nghề, cái nghiệp của mình như thế nào. Ví dụ như là ảnh em tìm được một nhân vật mà về hát tuồng cổ và tìm được một cô để thực hiện một cái bộ ảnh về cái nghề bóc lỗi. Và hiện tại là có thể sau này em sẽ tìm thêm một nhân vật nữa và có thể là dành thời gian để mà chụp về một cái nhân vật, có thể là một cái thầy Lục đang tu ở chùa Khmer hoặc là gì đó. Thì em cũng muốn cho người ta biết được rằng cái cuộc sống của những người đó là họ sẽ diễn ra như thế nào và cái cách họ sống với cái nghề, cái nghiệp của mình là nó như thế nào. Đấy, thì xin giới thiệu thêm với các bạn là Trang có rất nhiều những cái thông tin về những cái lễ hội, đặc biệt là khu vực Nam Trung Bộ. Nếu mà các bạn muốn hỏi gì hoặc là muốn tham gia đi chụp chung với Trang thì có thể là liên hệ với Trang qua Facebook để có thể là hẹn hò nhau. Chúc Trang là luôn giữ được niềm đam mê cầm máy và thực hiện những cái bộ ảnh có giá trị. Rồi, cảm ơn.